Ông Huy xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, gan là một nhà máy chế biến thức ăn và cung cấp năng lượng cho toàn cơ thể. Và khi mà có một bệnh lý xuất hiện ở gan thì nhà máy này sẽ hoạt động đình trệ. Và nếu chúng ta để một khoảng thời gian dài và không có phương pháp điều trị thì sẽ dẫn đến những biến chứng cũng rất là nguy hiểm. Và trong đó thì có thể kể đến đó là việc mà chúng ta xuất hiện tình trạng đó là xơ gan còn bù và xơ gan mất bù. Và dĩ nhiên rằng là đối với từng giai đoạn diễn biến của xơ gan khác nhau mà chúng ta sẽ có chế độ dinh dưỡng ăn cũng sẽ khác nhau. Và trong chương trình ngày hôm nay để làm rõ hơn vấn đề này thì chúng tôi có mời đến chương trình một vị khách mời, đó chính là bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, nguyên là giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được gửi lời chào đến bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình. Xin chào Quang Huy. Ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề viêm gan đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác là như vậy. Và lúc nãy thì Quang Huy cũng có nhắc đến là tùy theo giai đoạn của xơ gan mà chúng ta sẽ có là xơ gan còn bù và xơ gan mất bù. Vậy thì bây giờ cũng rất là mong bác sĩ Ngọc Diệp sẽ làm rõ hơn về vấn đề này cho tất cả quý vị khán giả biết ạ. Xin chào Quang Huy, xin chào quý khán giả. Chúng ta cùng với nhau trao đổi về chủ đề viêm gan và xơ gan. Dạ chính xác. Khi mà chúng ta nói đến xơ gan là chúng ta đã nói đến gần như là giai đoạn cuối của nhiều bệnh lý gan mật. Và đã là xơ gan thì chúng ta lại quan tâm đến chuyện là xơ gan còn bù và mất bù. Nếu mà mình hiểu một cách nôm na là như thế này, xơ gan là cái tình trạng mà tổn thương của gan, nó đã ảnh hưởng đến rất là nhiều các cái bộ phận ở trong gan, ví dụ như tế bào gan và các cái mạch máu ở trong gan, cũng như là các cái khoảng liên kết giữa các tế bào gan. Và nếu mà chức năng gan vẫn còn tương đối ổn thì chúng ta chưa lo lắng lắm. Nhưng nếu mà chức năng gan đã bị ảnh hưởng rồi và nó không thể phục hồi lại được nữa, nó không thể làm cái nhiệm vụ cơ bản mà gan vẫn phải làm, lúc này thì chúng ta sẽ rơi vào cái giai đoạn mà chúng ta gọi là đã xơ gan và đã chuyển sang giai đoạn mất bù. Yeah. Mất bù nghĩa là chức năng gan đã suy giảm. Tiếp theo, người ta sẽ nhìn vào các cái triệu chứng mà chúng ta hay làm xét nghiệm. Nếu chúng ta làm các xét nghiệm, chúng ta sẽ được các bác sĩ nói là men gan tăng, chỉ số này tăng, chỉ số kia giảm. Điều này có nghĩa là các chức năng gan đã bị ảnh hưởng, đo được bằng các xét nghiệm sinh hóa, một số các xét nghiệm khác. Phần thứ hai thì người ta sẽ xem vào các triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng là gì? Triệu chứng lâm sàng là nhìn. Nhìn thì thấy cái gì? Nhìn thấy là một là có thể là da vàng, có thể là nhìn thấy các cái dấu sao mạnh, có thể là sẽ bị phù ở chân, và đặc biệt là có cái biểu hiện là đóng bụng hay còn gọi là acid, tức là có tràn dịch ở bên trong bụng của mình. Thì đây là những cái biểu hiện cơ bản để chúng ta nhận ra đó đã là xơ gan mất bù. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là xơ gan rất là nguy hiểm và đặc biệt là cái xơ gan mất bù. Thế thì đối với cái xơ gan mất bù này thì cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta sẽ phải như thế nào để chúng ta có thể có một cái cuộc sống nó khỏe mạnh? Nếu chúng ta đã bị xơ gan và đặc biệt là xơ gan mất bù thì gần như chắc chắn 100% chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Nếu chúng ta quan tâm tốt đến chế độ dinh dưỡng thì hiệu quả điều trị của chúng ta sẽ cao hơn rất là nhiều, và chất lượng cuộc sống của chúng ta cũng tăng lên và giảm thiểu tất cả các cái nguy cơ mà biến chứng do xơ gan đem đến cho cơ thể của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một số các cái kỹ thuật về vấn đề dinh dưỡng. Kỹ thuật đầu tiên chắc chắn là Quang Huy sẽ quan tâm về dinh dưỡng là năng lượng như thế nào. Năng lượng đối với người xơ gan mất bù vẫn cần cung cấp đầy đủ và thậm chí còn phải cao hơn so với bình thường một chút. Tại sao? Là tại vì từ 65 cho đến 90% những người bệnh bị xơ gan bị suy dinh dưỡng, và suy dinh dưỡng ở đây là suy dinh dưỡng thiếu năng lượng và protein. Nguyên nhân là do tế bào gan không còn thực hiện được chức năng bình thường của nó nữa. Do đó là chúng ta sẽ phải ăn cái mức năng lượng tương tự như khi mà chúng ta chưa hề bị xơ gan và cũng chưa hề bị xơ gan mất bù. Về phía các cái chất dinh dưỡng thì đối với người đã xơ gan mất bù sẽ phải ăn đầy đủ cả chất đạm, cả chất béo và cả chất bột đường, nhưng sẽ ăn nhiều chất bột đường hơn bởi vì nó sẽ bảo vệ được tế bào gan và nó sẽ giảm thiểu nguy cơ mà bị mất cơ. Với chất béo là phải giảm xuống bởi vì chức năng gan đã suy giảm rồi. Nhưng chúng ta có điều chỉnh một chút về chất đạm. Cái lượng chất đạm mà mỗi người bị xơ gan mất bù cần phải ăn ấy, là thực ra nó như là mình không xơ gan. Mình sẽ ăn vào khoảng từ 1 cho đến 1,5 gram protein cho 1kg trọng lượng cơ thể. So với người bình thường là bằng nhau. Chúng ta chỉ giảm chất đạm khi nào mà chúng ta bị bệnh não gan, mà chúng ta ở ngoài ta hay gọi là hôn mê gan. Và nếu mà phục hồi rồi thì phải đưa lại cái chế độ dinh dưỡng với cái hàm lượng chất đạm duy trì được. Vậy chúng ta biết chất đạm, chất béo, chất bột đường thì rõ rồi. Nhưng bây giờ làm sao cho người bệnh bị xơ gan mất bù họ có thể chọn được các loại thực phẩm
Thì đây chính là những điều quan trọng. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ ưu tiên chọn những loại chất đạm nào mà chúng ta hiểu nôm na là dễ tiêu. Cho nên những người mà bị xơ gan mất bù sẽ cần phải ăn cá, và nên chọn các loại cá béo, bởi vì nó có các axit béo chưa bão hòa, là những cái axit béo sẽ bảo vệ cho tế bào gan. Sau đó chúng ta sẽ chọn các loại cá béo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau kể qua. Chúng ta có thể ăn cá điêu hồng, cá ba sa. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể ăn cá nục, cá trích và các loại cá sông, cá biển khác. Đây là ưu tiên số 1. Ưu tiên số 2 là chúng ta sẽ chọn đậu và các loại đậu như là đậu phụ, đậu hũ, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen đều là một cái nguồn cung cấp chất đạm rất là tốt và phù hợp với người bị xơ gan mất bù. Chúng ta sẽ chọn rau. Thì ưu tiên của những người mà bị xơ gan mất bù là phải chọn rau có lá xanh và có nhiều chất xơ, bởi vì nó sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta một số các cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin, các chất khoáng mà người bị xơ gan rất hay bị thiếu. Chúng ta nên chọn một cái chế độ ăn có nhiều chất xơ, và thậm chí chúng ta phải xem xét đến việc bổ sung chất xơ hòa tan trong chế độ ăn hàng ngày. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích là tại sao chúng ta lại cần nhiều chất xơ. Lý do là bởi vì những người bị xơ gan cần nhiều chất xơ thì sẽ giúp cho cái thăng bằng nitơ ở trong cơ thể nó đạt được ở cái mức thăng bằng dương. Vì nhiều chất xơ thì người bệnh sẽ không bị táo bón, và như vậy thì sẽ làm cho cái việc mà nồng độ nitrogen ở trong cơ thể nó sẽ không bị cao lên. Phần thứ hai là có nhiều chất xơ thì nó sẽ bảo vệ cho tế bào gan rất là nhiều. Do đó là chúng ta sẽ lưu ý chúng ta chọn các loại trái cây và các loại rau có nhiều chất xơ thì rất là đơn giản. Chúng ta có thể chọn các loại rau cải. Chúng ta cũng có thể chọn các loại rau như là bông cải, bắp cải, và đặc biệt là chúng ta chọn các loại trái cây có nhiều muối. Thì Quang Huy thử nghĩ xem là trái cây nào nhiều muối. Trái cây nhiều muối, mỗi lần bác sĩ mà đố Quang Huy thì đoán rất là khó. À, củ cải muối à? Không, ai lại ăn củ cải muối? Dạ. Đây mới là chi tiết rất quan trọng này. Chi tiết rất quan trọng mà may quá Quang Huy nói ra. Đó là người bị xơ gan và xơ gan mất bù phải giảm ăn mặn, giảm muối tối đa có thể giảm được. Bình thường chúng ta sẽ ăn vào khoảng 5 gram muối một ngày thì sẽ đảm bảo cho sức khỏe, và người bị xơ gan mất bù chỉ được ăn 2 gram muối một ngày. Nếu chúng ta mà càng ăn mặn thì tế bào gan nó càng khó khăn và nó càng tổn thương nhiều hơn. Vậy là đây là chi tiết sai rồi nhá. Là đại biến cho ăn củ cải muối là không được đấy. Bây giờ tiếp theo là đương nhiên chúng ta phải quay trở lại cái vấn đề là thế nào là trái cây phù hợp với người bị xơ gan mất bù. Chúng ta sẽ chọn những trái cây như sau. Trước tiên là bưởi, cam, chanh thì hơi bị chua, và chúng ta cũng không cần thiết phải cho người bị xơ gan mất bù ăn, tại vì người ta thường thường những người xơ gan mất bù người ta thích cái vị ngọt để người ta có cái cảm quan tốt hơn. Chúng ta có thể chọn xoài, mít, táo, lê, dưa hấu, vì còn cung cấp nhiều carbohydrate vốn dĩ là hợp lý với cái người bị xơ gan mất bù. Đây là những cái mà người xơ gan mất bù hạn chế. Trước tiên là tất cả các cái loại thịt gia súc gia cầm nào mà có da là phải bỏ hết ra. Phần thứ hai là phải chọn những cái loại thực phẩm nào mà có ít sắt thôi. Càng nhiều sắt thì càng hại gan. Như vậy có nghĩa là hạn chế tối đa ăn thịt đỏ. Như là thịt heo hoặc là thịt bò là ta phải giảm xuống. Bây giờ tiếp tục nhé. Tiếp tục là cái không nên ấy, là một số các cái bệnh lý viêm gan và xơ gan mất bù thì phải hạn chế đồng. Đồng là cái nguyên tố đồng ở trong thực phẩm. Lúc này thì chúng ta sẽ phải nhìn vào thành phần thực phẩm để chúng ta lựa chọn. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng sẽ có ngay một cái khuyến nghị là đồng thì hay có ở trong cái gì? Đồng thì hay có ở trong một số các loại thịt gia súc. Phần thứ hai là đồng sẽ có trong một số các loại rau, nhưng mà rất may là các loại rau đó thì gần như không phổ biến ở Việt Nam. Cho nên là chúng ta cũng không phải lo lắng. Nhưng mà khi nào mà chúng ta chọn những thực phẩm chế biến sẵn, chúng ta phải loại đồng ra khỏi chế độ ăn khi mà gan đã bị yếu rồi. Vậy chúng ta ăn rồi, chúng ta phải quan tâm đến việc chế biến. Thì với những người bị xơ gan mất bù thì trong phần chế biến thì tôi có một khuyến nghị là chúng ta phải nên chọn các loại chảo son không dính, và không nên sử dụng các loại son chảo nào mà trong cái cấu trúc của nó có sắt, bởi vì lý do rất đơn giản là sắt có thể thôi nhiễm vào thực phẩm và làm cho chúng ta ăn nhiều sắt hơn. Điều này không tốt. Hạn chế tối đa việc chiên xào. Và cuối cùng thì trong quá trình ăn chúng ta cần phải chú ý là nên chia nhỏ bữa ăn. Và đây là chi tiết rất là quan trọng. Đã bị xơ gan mất bù, chúng ta phải chia nhỏ bữa ăn. Và một ngày thì nên ăn 6 bữa. Nếu mà người rất yếu thì chúng ta có thể ăn thành 7 bữa. Chúng tôi cũng có một cái khuyến nghị như thế này, cũng muốn chia sẻ với Quang Huy. Với người xơ gan mất bù thì nên cho ăn một bữa tối, thêm một bữa tối nhẹ trước khi đi ngủ, để hạn chế cái việc là
ảnh hưởng đến quá trình tân tạo đường và làm cho cơ thể của cái người sơ gan mất bù này bị nhiều nitrogen quá mức. Thì nếu mà chúng ta thực hành những chuyện này thì chắc chắn là chúng ta sẽ giúp cho phần điều trị tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm trùng. Và đến đây thì còn một chi tiết là luôn luôn ăn chín uống sôi và nên nấu kỹ, bởi vì nếu mà chúng ta nấu không kỹ thì người bị sơ gan mất bù là cái sức đề kháng của họ rất là thấp, nên dễ bị nhiễm trùng. Nếu mà lại để bị nhiễm trùng, bị ngộ độc thực phẩm thì chắc chắn là sẽ làm xấu đi tình trạng của người bệnh. Và đương nhiên thì chúng ta có trao đổi rất nhiều lần về việc an toàn thực phẩm, đúng không? Những người mà bị sơ gan mất bù thì rõ ràng là phải rất là cẩn thận, không nên ăn ở ngoài, hạn chế tối đa cái việc ăn ngoài mà không kiểm soát được những cái thành phần được đưa vào trong các loại thực phẩm cũng như là các cái món ăn, hạn chế tối đa sử dụng các loại chất tạo màu, tạo mùi hoặc là tạo vị, mà chúng ta nên sử dụng cái gì tự nhiên hơn. Phải nói rằng là mỗi lần mà gặp gỡ bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp thì Quang Huy thấy rằng là với chế độ dinh dưỡng thì bác sĩ luôn luôn thao thao bất tuyệt và rất nhiều những cái điều lưu ý và rất là hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả. Và trong chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mắc phải sơ gan mất bù, và Quang Huy cũng rất là hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì tất cả quý vị khán giả, những ai chúng ta đang mắc phải tình trạng là sơ gan mất bù, chúng ta biết được cái cách ăn uống như thế nào, cách chế biến thực phẩm ra sao, cách lựa chọn thực phẩm như thế nào là tốt nhất, để từ đó chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của mình tốt hơn. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ trong chương trình hôm nay ạ.